Em ơi, hãy lấy em giòn đô đến ở với nhà anh luôn đi. Làm rửa có được không anh? Được chứ em. Anh là con cả trong nhà, anh nói chi cũng được. Nhưng mà em sợ. Em sợ chi nữa? Em sợ em nghèo, em sợ em xấu, bố mẹ anh sẽ không thích em. Bố mẹ anh ai cũng dễ tình cả, em không phải lo cái chuyện nữa mà. Nhưng mà em vẫn sợ. Sợ chi nữa em? Sợ phải làm nhiều việc quá. Thôi 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 thôi. Mình đi xin làm giúp việc mà mi còn sợ làm việc nữa. Mày đặt nụ nụ như kiểu là đang nói chuyện với chồng rồi. Không làm được gì thôi, biết. Ui, em xin lỗi anh nhá. Em nhầm. Để em về lấy đồ rồi, em qua làm liền. Anh ơi, cho em nhớ tí với. Em hãy tắm cái sữa tắm nước hoa Bonera đi của chị Ngân thơm. Anh ngửi coi có thơm không? Ừ, thơm hả em ơi. Nghe mùi nghiền luôn, như kiểu nước hoa Pháp ạ. Mà rằng em không nhủ người nhà ngửi hồ chứ, mà lại phải sáng cho anh ngửi. Cả nhà em từ bữa đi du lịch về, không có ai nghe mùi vị chi nữa cả. Em mới phải chạy sang nhờ anh đấy chứ. Alo, có phải sổ bệnh viện chấn thương chỉnh hình đấy không thầy? Dạ, đúng rồi anh ạ. Cháu một xe cứu thương được cứu túi gấp nha. Anh bị chi đâu, nặng không anh? Dư thì chưa can chi. Nhưng mà tôi mới cài nhau về vợ sống. Chùm khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về rậm bướm vàng bay, quê hương là cánh diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm. Từ đầu tới cuối em chỉ quan tâm tới cảm xúc của mình. Còn cảm xúc của anh thì sao? Anh từ trên cao té xuống, đau đớn lắm em có biết không? Nếu như em không phải là người đưa tay kéo anh đứng dậy, thì chứ anh cũng là người xoa dịu nỗi đau của anh. Còn đằng này, em đã ở đây chịu đựng cùng anh. Anh còn muốn cái gì nữa? Khi nào em đi chợ gặp một cái đám cưới, cái đoàn rước dâu toàn là tấy. Ừ, vui hay. Biết đám thằng một không em? I don't know. Anh làm về rồi à em? Dạ, khi này đi làm về em lại gặp một cái đám má anh ạ. Ui, đám má của ai đó? I don't know. Chết chả, đã tội cái thằng nấu này hầy. Mới đám cưới buổi sáng mà buổi chiều chết rồi. Hay hốt mà. Ờ, ông chủ ơi, lại đây em hỏi tí. Quán ta có những đặc sản chi hầy? Ừ em, quán anh có tất cả những cái món đặc sản trên thế giới em ạ. Em muốn gọi món chi cũng có. Anh đừng có nói lắm. Anh có chắc là gọi món chi bên anh cũng có không? Chắc chắn em nha. Không làm được bên anh sẽ đền cho em 100 triệu luôn. Ok anh. Rồi anh làm cho em món khủng long sao cà chua đi. Ừ, em chơi anh thì anh kêu đầu bếp lắm nha. Hai tiếng sau. Em ơi, anh xin lỗi nha. Anh gửi em 100 triệu. Từ giờ thì bỏ cái tật nói phẹt này đi nha. Thôi đi lấy mua ra khủng long nữa. Mà cho anh sao? À không phải mô, quán anh vừa ní hết cà chúa. Hay hốt mà. Anh ơi. Cái gì? Cái bộ bàn ghế ta đang ngồi đi là gồi chứ hầy? Ốc chó. Mình chỉ chỉ rồi con đi. Gồi ốc chó thì này gồi ốc chó chứ rắn nữa.
Em xin lỗi anh nha. Anh yêu ơi, sắp ăn cơm rồi anh còn uống sữa chưa nữa. Ốc chó. Anh đừng có nói với túi cái này là sữa ốc chó nữa nha. Đúng là cái đồ đàn bà vụ thế. Tự mới nhìn đi. Vừa vá vừa vẩn. Ôi, sữa ốc chó thật anh ơi. Em xin lỗi anh nhiều. Ngay chi mà xúi xẻo thật đó. Tuần ăn quả chưa con? Ốc chó. À cái thang đi. Anh nghe vợ anh chính rồi nha. Bé sinh non 2 tuần nên là con hơi yếu. Ôi rồi tình hình rằng bác sĩ có cán chị không? Anh yên tâm đi, không cán chị mất. Ngay trước bố mẹ tôi sinh tôi cũng non cả 4 tuần mà. Ôi chết cha, đã tồi hay. Rồi sao có nuôi được không bác sĩ? Ôi bác sĩ ơi, rồi có nuôi được không? Lulu, đấy là nghĩa của tao, đừng có sủa nha. Lần thứ nhất nha. Không, cán chim em ạ. Con chó ní nhà anh nuôi 5 năm rồi. Dư hạt giống như kiểu người thân trong nhà thôi. Không cán chim em ạ. Lần thứ hai nha. Thôi ta đi vô nhà đi em. Thôi em ơi, em. Em làm gì đó. Lần ba nha. Anh ở nhà ta có riêng xà không? Em đập chết con chó đấy. Trời ạ, cái con thân kính đấy. Con chó tao nuôi từ khi nó nhỏ. Anh im mồm. Lần một nha. Dạ em chào anh ạ. Em ơi, tiệm mình có cái điện thoại nào vừa tiền để anh dùng nghe gọi tạm không nhỉ? Dạ có, anh còn muốn loại khoảng mấy tiền đó anh? Máy tầm 200-300 ngàn là được rồi em ơi. Mà nghe giọng anh là hầy, anh người ở mô mới đến đấy à? À đâu, anh cũng người ở đây mà. Nhưng mà anh đi làm ở ngoài Bắc ấy, 6 tháng rồi, nay mới có dịp về thăm quê. Đi lâu quá rồi không nói được dòng nghề tá nữa anh hầy. Ừ, anh đi làm cũng lâu quá rồi, giờ anh nói được giọng nghệ nữa. Mặt chá với con chó, mân thể cả hôn. Có chừng tao nó xả chứ. Đưa tiền đây. Có khi mỗi em hỏi về những cái mệt mỏi của anh chứ. Có khi mỗi em thấy những giọt nước mắt của anh lăn trên đòi cơm chứ. Có lẽ bỏ hóa đầu tiên của anh là lúc anh đã nằm xuống thôi. Cha mi cha, tao là chủ nợ có phải con vợ mi mà mân như kiểu tao mắc và mi rồi. Cha mi cha. Anh ơi, trả nợ xong chưa đi về ăn cơm mô, muộn rồi. Hay hôn mà.
Nếu mà dư anh không đi ô tô mà là đi xe đạp thì liệu em có đi với anh không? Tất nhiên là không rồi. Đúng là cái bọn con gái bậy thì đứa mốt cũng như đứa mốt. Tao ghét nhất là cái loài con gái thực dụng ở rửa. Cút xuống xe. Bố ơi, bố tuyển tài xế kiểu chi rồi? Thằng này bị điên rồi. Cô chào cả lớp mình nha. Cô ơi, cho em hỏi. Bạn túm hỏi chi đó, hỏi đi. Cô ơi, có khi mơ mình bị phạt vì những việc mình không làm không cô? Việc mình không làm thì tất nhiên là không bị phạt rồi bạn túm. Dạ thưa cô, khi tối em không làm bài tập, em cảm ơn cô đã không phạt em.